Lâu là một quả trứng của cả tiên thú. Ai đâu rồi? Ai đây? Cái ngọc lên lưng tao sai hết rồi đúng không? Thế rồi, mà thằng quát cho nó không lên. Hồi nãy giờ tao không có lượng. Ủa mà sao con rộp nó lại quay vòng vòng được rồi? Đã ăn phết. Kệ đi. Rồi, em lấy bye bye. Chỉ thì em lấy rồi. Con đai, con đai, con đai.